Một phát hiện gần đây về loài Cephalopod Coeus đã đẩy lùi nguồn gốc đã biết của nó khoảng 82 triệu năm, biến nó trở thành loài ma cà rồng lâu đời nhất được biết đến. Nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nature Communications trực tuyến đã xác định được một mẫu vật được bảo quản tốt đặc biệt có hai cánh tay nhiều hơn 8 cánh tay thông thường. Thường liên quan đến hầu hết các loài bạch tuộc, động vật chân đầu và động vật chân đầu được biết đến ngày nay. Được coi là sinh vật ưa cực đoan, hoặc bất kỳ sinh vật nào có thể phát triển trong môi trường được coi là khắc nghiệt. Động vật chân không có ma cà rồng ban đầu được cho là một phần của phân loại Octopi do có cả đặc điểm mực và bạch tuộc. Thiếu hai cánh tay bắt buộc để xuất hiện như hình ảnh truyền thống của con mực. Đó là một sự nhầm lẫn phổ biến. Quá trình tiến hóa đã giữ cho hầu hết các đặc điểm vật lý này không bị thay đổi trong nhiều thiên niên kỷ. Được phát hiện ở Montana vào năm 1988. Mẫu vật này đánh dấu hóa thạch hoàn chỉnh nhất của loài. Các mẫu hóa thạch của những loài này rất hiếm do chúng có thân mềm và có vỏ bên trong. Lớp vỏ bên trong này được biết đến như là một bánh răng cưa. Mặc dù đặc điểm này đã được quan sát thấy từ rất sớm trong hồ sơ hóa thạch, nhưng nó không phải lúc nào cũng là một phần của hình thái động vật chân đầu hoặc cephalopod. Một lớp khoáng hóa của lớp vỏ bên trong dường như đã xuất hiện ở phía trước, tạo ra cái mà bây giờ là bán kính. Hóa thạch cho thấy rằng động vật chân không có ma cà rồng tồn tại với một con chó săn trong thời đại Mississippian. Chi này được đặt tên là Silipsimopodibideni sau từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là prehensile và foot. Nó dường như là một trong những loài cephalopod sớm nhất để thích nghi và phát triển bộ mút. Các xúc tu dài hơn được phát hiện là tương tự như bốn cặp còn lại, với chiều dài là sự khác biệt chính. Khám phá này đã đẩy ranh giới cho những gì chúng ta hiểu về hồ sơ hóa thạch ngày nay về loài bạch tuộc và mực cũng như sự tiến hóa của chúng qua nhiều thiên niên kỷ. Các nhà khoa học đã giải thích hai cánh tay dài của hầu hết các loài cephalopod là dạng sợi tương tự như cánh tay tiền đình. Nói chung, đặc điểm này đã không trải qua nhiều quá trình tiến hóa. Nếu có, và vẫn là một đặc điểm nhận dạng quan trọng. Theo phòng cổ sinh vật học trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, tất cả 10 cánh tay đều được bảo quản bằng các mút. Điều này củng cố lập luận trước đây của các nhà khoa học về tổ tiên chung của nó. Những sự thích nghi này đại diện cho việc mong muốn có được sự săn mồi chính xác hơn. Trong trường hợp của loài ma cà rồng này, các xúc tu có giác hút kết hợp với giác quan giúp sắp xếp hóa thạch Mississippian với mực ống còn tồn tại ngày nay. Do các đặc điểm thích hợp được xác định rõ ràng của chúng, những con mực này hầu như không thay đổi trong hàng trăm triệu năm. Mặc dù hồ sơ hóa thạch không đầy đủ, những gì được hiểu là khí nhà kính ban đầu tạo ra sự thay đổi môi trường hàng triệu năm trước đã tạo ra điều kiện môi trường hoàn hảo cho sự tiến hóa của động vật không xương sống và những gì chúng ta biết ngày nay. Dạn san hô Great Barrier Reef cũng chịu trách nhiệm tạo ra môi trường duy trì thế giới biển bí ẩn và chưa được khám phá nhiều nơi cư trú của loài cephalopod và vampyropod, chỉ chờ các nhà sinh vật học và cổ sinh vật học nghiên cứu chúng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!